Cập nhật căng thẳng Đông Âu và những diễn biến xoay quanh chính trường thế giới. Mời quý vị điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây. Nga lên tiếng vụ lãnh sự quán Trung Quốc bị hư hại sau vụ nổ ở Ukraine. Nga tấn công dữ dội, Ukraine tổn hại nhiều khí tài đắt đỏ. Phía Ukraine tấn công liều chết để chọc thủng phòng tuyến của Nga, nhưng đã mất hàng chục nghìn quân. Phonigus làm được gì khi đến điểm nóng Ukraine? Sự bất mãn tăng lên, điều này có thể dẫn đến xung đột xã hội ở Ukraine. Mỹ cảnh báo hành động nếu Trung Quốc không giúp phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Triều Tiên phóng loạt tên lửa hành trình ra biển. Hàn Quốc cảnh báo đáp trả nếu Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân. Hơn 50 máy bay quân sự Trung Quốc áp sát Đài Loan. Nga lên tiếng vụ lãnh sự quán Trung Quốc bị hư hại sau vụ nổ ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga đã giải thích cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Moscow về diễn biến chiến dịch quân sự tại Ukraine sau vụ nổ rung chuyển cơ sở ngoại giao Bắc Kinh ở Odessa. Liên quan đến thông tin Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Odessa bị thiệt hại vào ngày 20 tháng 7, Bộ Ngoại giao Nga đã cung cấp cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Moscow những lời giải thích cần thiết về diễn biến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Bộ Ngoại giao Nga thông báo. Bộ Ngoại giao Nga nói thêm rằng tất cả các kênh liên lạc giữa Moscow và Bắc Kinh vẫn tiếp tục được duy trì. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh các bên nhất trí tiếp tục tương tác chặt chẽ ở cả Moscow và Bắc Kinh về tất cả các vấn đề liên quan. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận một vụ nổ đã xảy ra gần Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Odessa, miền nam Ukraine vào đêm ngày 19 tháng 7, rạng sáng ngày 20 tháng 7. Sóng xung kích từ các cuộc không kích đã làm rung chuyển tòa nhà của cơ sở ngoại giao Trung Quốc và gây ra một số thiệt hại nhẹ. Vụ nổ đã làm rung chuyển các phần của bề mặt tường và cửa sổ. Các nhân viên lãnh sự quán đã rời khỏi cơ sở này từ lâu và không có ai bị thương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Trung Quốc đang theo dõi sát, diễn biến và duy trì liên lạc với các bên liên quan. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để giữ an toàn cho các tổ chức và công dân Trung Quốc ở Ukraine, người phát ngôn tuyên bố. Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tuần này, Phó đặc phái viên Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, Cảnh Sảng nói rằng các biện pháp quân sự không thể giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine và việc tiếp tục xung đột sẽ chỉ gây ra nhiều đau khổ hơn cho dân thường, thậm chí có thể dẫn đến những tình huống khó lường và không thể khắc phục được. Ông Cảnh Sảng kêu gọi cộng đồng quốc tế tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine sau khi Bắc Kinh đưa ra đề xuất riêng. Đầu năm nay, Trung Quốc đã đưa ra bản kế hoạch hòa bình gồm 12 điểm nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Đề xuất này kêu gọi Nga và Ukraine nối lại đàm phán. Các bên cần tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Các thành phố Ukraine, trong đó có Odessa, đã phải hứng chịu các trận tập kích của Nga trong 4 đêm liên tiếp. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái vào hàng loạt các mục tiêu ở Ukraine. Vụ tấn công nhằm vào các thành phố của Ukraine xảy ra không lâu sau khi Nga cáo buộc Ukraine tấn công cầu Kerch nối liền Nga với bán đảo Crimea. Sau vụ việc này, Moscow cũng tuyên bố không gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen, thỏa thuận vốn đảm bảo an toàn cho các tàu chở ngũ cốc ra vào cảng ở Ukraine. Nga cảnh báo tất cả các tàu tìm cách tiếp cận các cảng của Ukraine sẽ bị xếp vào diện nghi ngờ chở vũ khí và chọn đứng về phía Ukraine. Đáp lại, Ukraine tuyên bố tất cả tàu hướng đến cảng Nga hoặc cảng do Nga kiểm soát ở Biển Đen đều bị coi là mục tiêu quân sự của Kiev. Nhóm lực lượng Japat thông báo rằng các máy bay chiến đấu Su-34 của họ đã thực hiện các cuộc không kích nhằm vào các cuộc tập hợp quân của tiểu đoàn súng trường riêng biệt số 36 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine gần Kolodiazi theo hướng Kupian. Pháo binh của nhóm cũng cản trở nỗ lực xoay chuyển các đơn vị lữ đoàn cơ giới riêng biệt số 32 ở gần Novoselovskoye. Ngoài ra, pháo binh đã bắn các vị trí của lữ đoàn cơ giới riêng biệt số 14 và các đơn vị phòng thủ lãnh thổ gần Rojoka, Stemahuka, Sandy và Kolia Roka. Tổn thất của Ukraine theo hướng này lên tới một trung đội bộ binh, một xe bọc thép M113 do Mỹ sản xuất và một kho đạn. Theo hướng Vorechensky, các đơn vị của nhóm đã chiếm được 5 cứ điểm và 4 trạm quan sát gần Masiutoka và Sinkoka. Lực lượng Kiev đã mất hơn một trung đội bộ binh, một khẩu pháo tự hành Karab do Ba Lan sản xuất và một radar phản pháo ANTPQ-50 do Mỹ sản xuất. Hỏa lực dữ dội của lực lượng Nga cũng đã phá hủy một pháo tự hành Vosika. Hệ thống phòng không Buk của nhóm cũng đã bắn hạ một chiếc Mi-8 của Ukraine gần Kutkoka và một máy bay không người lái trinh sát Leleka 100 ở Liman.
hệ thống phòng không Tu M2U cũng đã bắn hạ một máy bay không người lái trinh sát A-1CM Furia trên bầu trời Veliky Vesilok. Trong khi đó, nhóm lực lượng Dung của Nga tuyên bố đã đẩy lùi 7 cuộc tấn công của lực lượng Kiev ở các hướng Lysychansk, Adetsky và Mariinsky. Nhóm cũng đã phá hủy 2 phương tiện chiến đấu bọc thép gần Kudiomoka và Kaletscheka. Ngoài ra, các hệ thống pháo phản lực hạng nặng Tornado S của nhóm đã tấn công và phá hủy kho nhiên liệu của lữ đoàn dù riêng biệt số 77 ở gần Dukovka. Pháo binh của nhóm cũng đã tấn công các mục tiêu của Ukraine ở gần VMK và Severs, một xe bọc thép gần Krasnoi, hệ thống Karab do Ba Lan sản xuất, pháo tự hành M109 do Mỹ sản xuất và súng cối 120mm ở gần Promaski, cùng 2 pháo kéo MSTAB gần Ochogo và Fa, hướng Mariinsky. Lực lượng phòng không của nhóm cũng đã bắn hạ 4 máy bay không người lái ở hướng Lysychansk và Soledaro, Artemovsk. Hệ thống phòng không TOS-1 cũng được nhóm sử dụng để tấn công vị trí tập hợp nhân lực và thiết bị của Ukraine gần Malolinovka. Các video công bố cho thấy các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Lancet nhằm vào 5 thiết bị của lực lượng Kiev, bao gồm 2 xe tăng chiến đấu chủ lực, 2 lựu pháo và 1 xe chiến đấu bộ binh. Cuộc phản công của Ukraine bắt đầu từ hơn 6 tuần trước. Thế nhưng dù chịu tổn thất nặng nề về người và vật chất, nhưng lực lượng Kiev vẫn chưa đạt được thành tựu đáng kể nào trên thực địa. Tổng thống Nga Putin cho biết quân đội Ukraine đã mất hàng chục nghìn binh sĩ trong cuộc phản công thất bại nhằm chống lại các lực lượng của Moscow. Tổng thống Nga Putin vừa qua cho biết phương Tây rõ ràng đang thất vọng vì cuộc phản công vốn được ca ngợi nhiều của Kiev hiện không mang lại bất kỳ kết quả nào, thậm chí gây thương vong cao cho lực lượng Ukraine. Kiev đã nhận được nguồn lực khổng lồ bao gồm tất cả các loại vũ khí của phương Tây như xe tăng, thiết giáp, pháo và rocket, cũng như hàng nghìn lính đánh thuê cùng cố vấn nước ngoài, nhưng đều không đạt được kết quả nào. Tổng thống Putin nói, nhà lãnh đạo đã ca ngợi sự dũng cảm, quyết tâm và tính chuyên nghiệp của các sĩ quan và binh lính Nga. Ông cũng lập luận rằng thiết bị quân sự của phương Tây đã được chứng minh là kém hơn ngay cả so với vũ khí thời Liên Xô. Các quốc gia phương Tây có thể cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, gây ra nhiều thiệt hại hơn cho Nga và kéo dài xung đột. Nhưng các kho vũ khí của NATO và kho dự trữ vũ khí cũ của Liên Xô ở một số quốc gia đã cạn kiệt ở một mức độ nhất định, ông Putin nói thêm. Ông tuyên bố rằng sản xuất quân sự của phương Tây không thể theo kịp nhu cầu, trong khi việc tăng cường sẽ đòi hỏi thời gian và sự đầu tư đáng kể. Theo ông chủ Điện Kremlin, Ukraine đã mất hàng chục nghìn quân trong các cuộc tấn công liều chết nhằm vào các vị trí phòng thủ của Nga. Kiev đang cạn kiệt nhân lực, bất chấp các cuộc tổng đột kích vào các thành phố và làng mạc. Ông Putin nói thêm, đồng thời nhấn mạnh rằng người dân Ukraine đang ngày càng tự hỏi các thành viên gia đình họ đang phải chết vì lợi ích của ai. Ông Putin cho rằng dư luận tại châu Âu cũng đang thay đổi khi người dân và cả đại diện của giới tinh hoa thấy rằng sự nỗ lực ủng hộ dành cho Ukraine biến thành sự lãng phí tiền bạc và công sức, trong khi điều này lại phục vụ chủ nghĩa bá quyền của thế lực bên ngoài, vốn hưởng lợi từ sự suy yếu của châu Âu và cuộc xung đột kéo dài vô tận ở Ukraine. Theo ông Putin, Mỹ quan tâm đến việc làm suy yếu châu Âu bằng cách thổi bùng xung đột. Tổng thống Nga gợi ý rằng dư luận châu Âu và thậm chí cả giới tinh hoa châu Âu đang quay lưng lại với sự lãng phí tiền bạc và công sức vô tận vì lợi ích của bá chủ toàn cầu ở bên kia đại dương. Ông Putin khẳng định, các bên duy nhất quan tâm đến việc thúc đẩy cuộc xung đột ở Ukraine đó là giới tinh hoa Mỹ và một số nhà lãnh đạo Đông Âu, những người tin rằng họ có thể thu được lợi từ đó. Tôi không thể bình luận về thông tin xuất hiện trên báo chí rằng họ có kế hoạch thành lập một số đơn vị Ba Lan, Litva, Ukraine. Đây là loại đơn vị quân đội chính quy với trang bị đầy đủ và được lên kế hoạch để hoạt động trên lãnh thổ Ukraine, ông Putin tuyên bố. Chưa hết, ông Putin cũng nhận định chính quyền Ukraine sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tự cứu bản thân và sẵn sàng kéo dài sự tồn tại của mình. Họ không quan tâm đến người dân Ukraine cũng như chủ quyền và lợi ích quốc gia, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh. Việc cung cấp cho Ukraine loại vũ khí mới, Mỹ hy vọng sẽ giúp cho Kiev có thể giành được lợi thế trên chiến trường trong cuộc đối đầu với lực lượng Nga. Khác với nhiều lần hỗ trợ quân sự trước đó, Mỹ dành cho Ukraine với phần lớn là những vũ khí và khí tài không thuộc thế hệ mới. Trong lần cung cấp mới nhất của Mỹ đã có sự khác biệt. Trong gói viện trợ quân sự mới nhất của Mỹ dành cho Ukraine có trị giá 1,3 tỷ USD, có sự xuất hiện của hai loại máy bay không người lái UAV tự sát cực nguy hiểm là Phoenix Ghost và Squid Blade. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết UAV hiện đáp ứng nhu cầu của chiến tranh hiện đại
và Lầu Năm Góc cho biết họ vừa có cung cấp loại UAV mới Phoenix Ghost có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu của Ukraine. Chúng tôi tin rằng hệ thống đặc biệt này sẽ rất phù hợp với nhu cầu của họ, đặc biệt là ở miền đông Ukraine. Một quan chức Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, Mỹ đã bắt đầu phát triển và trang bị Phoenix Ghost trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, và chương trình này đang được đẩy nhanh hơn nữa để đáp ứng các yêu cầu của đối tác Ukraine. Theo tuyên bố, Mỹ sẽ cung cấp hơn 120 máy bay không người lái loại này cho Ukraine. Vậy Phoenix Ghost có chức năng chính là gì? Nó có điểm nào khác biệt so với các hệ thống vũ khí khác? Hiện vẫn chưa có nhiều thông tin được tiết lộ. Những gì được tiết lộ đến nay là Phoenix Ghost được phát triển bởi nhà thầu quốc phòng Mỹ Avevec Aerospace cùng với Không quân Mỹ. Và theo ông Kirby, nhân viên sẽ không cần huấn luyện nhiều để vận hành được nó. Vị quan chức này tiết lộ Phoenix Ghost giống như một máy bay không người lái Switchblade được sản xuất bởi công ty Mỹ AeroVironment để sử dụng cho các lực lượng đặc biệt của Mỹ ở Afghanistan vào năm 2012. Phoenix Ghost có nhiều tính năng tương tự nhưng không hoàn toàn giống với Switchblade. Trung tướng đã nghỉ hưu David Deptula, hiện thuộc ban giám đốc của Avec Aerospace, lưu ý thời gian hoạt động của Phoenix Ghost có thể lâu hơn Switchblade đến 6 giờ. UAV này có thể phóng thẳng đứng và hoạt động trong điều kiện ban đêm với các cảm biến hồng ngoại, có hiệu quả chống lại các mục tiêu bọc thép hạng trung trên mặt đất. Khi bị tấn công bởi Phoenix Ghost, sẽ không có một phương tiện thiết giáp chiến đấu nào của đối thủ có thể tránh cùng một kết cục, đó là bị phá hủy hoặc là không thể tiếp tục chiến đấu. Tướng David Deptula nhấn mạnh. Politico dẫn lời một bác sĩ quân y của lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, sự bất mãn tăng lên, điều này có thể dẫn đến xung đột xã hội ở Ukraine. Tôi sẽ không che giấu sự thật rằng trong hàng ngũ quân đội đang dần hình thành tâm lý bất mãn và không ít binh sĩ bắt đầu tự hỏi tại sao một số người Ukraine chiến đấu, còn những người khác thì không, bài báo viết. Theo vị bác sĩ quân y, nếu chính phủ của Tổng thống Ukraine Zelensky không thay đổi cách thức tham gia của mỗi người dân Ukraine trong cuộc xung đột vũ trang, thì điều này có thể dẫn đến mâu thuẫn trong nước vì các binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine không hài lòng với sự bất công khi mà không phải tất cả công dân đều phục vụ trong quân đội hoặc đóng góp bằng cách nào đó. Ông cũng chỉ ra rằng các chiến binh của lực lượng vũ trang Ukraine cảm thấy kiệt quệ về tinh thần và thể chất vì nhiều người trong số họ đã ra tiền tuyến được một năm. Trước đó, một người lính đánh thuê người Úc cho biết về sự độc đoán của các chỉ huy trong hàng ngũ của lực lượng vũ trang Ukraine. Mỹ cảnh báo hành động nếu Trung Quốc không giúp phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Mỹ tuyên bố nước này sẽ có hành động nếu Trung Quốc không hỗ trợ Washington trong mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã phát đi thông điệp với Trung Quốc rằng Washington muốn Bắc Kinh hỗ trợ cho mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ông tuyên bố Mỹ sẽ tăng cường mối quan hệ liên minh phòng thủ với Nhật Bản và Hàn Quốc nếu Trung Quốc không can thiệp vào chương trình vũ khí của Triều Tiên, điều mà Washington nhiều lần cáo buộc đang gây bất ổn cho khu vực Đông Á. Chúng tôi tin rằng Trung Quốc có tầm ảnh hưởng đặc biệt và chúng tôi hy vọng rằng Trung Quốc sẽ sử dụng nó liên quan tới vấn đề Triều Tiên. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc không thể hoặc không làm điều đó, thì Mỹ sẽ phải tiếp tục thực hiện các bước không nhằm vào Trung Quốc mà Bắc Kinh có thể sẽ không thích, ông nói. Nhà ngoại giao Mỹ nói rằng nếu kịch bản trên xảy ra, Washington sẽ củng cố hệ thống phòng thủ không chỉ của nước này mà còn của hai đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây dường như là điều Trung Quốc không ủng hộ. Bắc Kinh chỉ trích mối quan hệ liên minh phòng thủ của Mỹ với Hàn Quốc và Nhật Bản ở Đông Á, coi đó là những nỗ lực nhằm giám sát hoặc kiềm chế quân đội Trung Quốc. Trong khi đó, Seoul và Tokyo nhiều lần phản đối cuộc thử nghiệm quân sự của Bình Nhưỡng vì đôi khi chúng diễn ra gần không phận của họ. Ông Blinken cho biết Mỹ hiện đang cố gắng hàn gắn mối quan hệ với Trung Quốc. Ông Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và đặc phái viên về khí hậu của Tổng thống Joe Biden, John Kerry đều đã đến thăm Trung Quốc trong vòng 2 tháng qua. Điều quan trọng đối với chúng tôi là thiết lập lại sự ổn định cho mối quan hệ này, đặt nền móng cho nó, để đảm bảo rằng sự cạnh tranh giữa chúng ta không dẫn đến xung đột và điều đó bắt đầu bằng sự cam kết, ông nói. Triều Tiên phóng loạt tên lửa hành trình ra biển. Triều Tiên đã phóng một số tên lửa hành trình ra vùng biển phía tây bán đảo, quân đội Hàn Quốc cho biết. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, Triều Tiên phóng các tên lửa hành trình về phía Hoàng Hải vào khoảng 4 giờ ngày hôm nay 22 tháng 7 theo giờ địa phương. Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích chi tiết vụ phóng. Quân đội của chúng ta đã tăng cường trinh sát và nâng cao cảnh giác, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Mỹ, duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó. Thông cáo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, vụ phóng diễn ra chỉ 3 ngày sau khi Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía Đông Hải.
tình hình bán đảo Triều Tiên leo thang căng thẳng gần đây sau khi tàu ngầm hạt nhân USS Kentucky của Mỹ lần đầu cập cảng Hàn Quốc sau hơn 40 năm. Con tàu đã rời cảng Busan vào hôm 21 tháng 7 sau chuyến thăm kéo dài 3 ngày. Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sung-nam vào ngày 20 tháng 7 cảnh báo phía Mỹ nên nhận thức rằng vũ khí hạt nhân của họ đã đi vào vùng biển cực kỳ nguy hiểm. Bộ Ngoại giao này nhấn mạnh việc triển khai tàu ngầm hạt nhân chiến lược và các tài sản chiến lược khác ngày càng rõ ràng có thể phù hợp với các điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân được quy định trong luật pháp Triều Tiên. Hàn Quốc cảnh báo đáp trả nếu Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân. Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng nếu sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong trường hợp xảy ra bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân nào của Triều Tiên nhằm vào liên minh Hàn Quốc-Mỹ, họ sẽ phải đối mặt với phản ứng ngay tức thì, áp đảo và kiên quyết từ liên minh. Chúng tôi một lần nữa cảnh báo mạnh mẽ rằng cuộc tấn công sẽ dẫn đến sự kết thúc của Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay ra tuyên bố. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sung-nam nói rằng việc triển khai tàu ngầm hạt nhân chiến lược và các phương tiện chiến lược khác ngày càng rõ ràng có thể phù hợp với các điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân được quy định trong luật pháp Triều Tiên. Ông Kang cho biết học thuyết hạt nhân của Triều Tiên cho phép thực hiện các biện pháp cần thiết trong trường hợp xảy ra một vụ tấn công hạt nhân chống lại nước này hoặc khi Bình Nhưỡng nhận thấy nguy cơ một vụ tấn công hạt nhân. Ông cũng cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc đã vượt qua làn danh đỏ. Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết tàu ngầm hạt nhân USS Kentucky mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio của Mỹ đã cập cảng Busan vào đầu tuần này. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một tàu ngầm hạt nhân Mỹ đến Hàn Quốc sau nhiều thập niên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết việc triển khai tàu ngầm hạt nhân là một biện pháp phòng thủ đúng đắn trước các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Bình Nhưỡng về mối đe dọa hạt nhân. Hơn 50 máy bay quân sự Trung Quốc áp sát Đài Loan. Đài Loan vào hôm 21 tháng 7 thông báo hơn 50 máy bay của quân đội Trung Quốc đã áp sát hòn đảo giữa lúc căng thẳng leo thang ở eo biển. Cơ quan phòng vệ Đài Loan thông báo 26 máy bay và 7 tàu hải quân Trung Quốc đã áp sát hòn đảo từ 6 giờ ngày 20 tháng 7 đến 6 giờ ngày 21 tháng 7 theo giờ địa phương. Tiếp đó Đài Loan phát hiện thêm 25 máy bay quân sự Trung Quốc và 4 tàu hải quân nước này xung quanh Đài Loan. Trong số 51 máy bay của quân đội Trung Quốc, 32 chiếc đã vượt qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan và đi vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo. Đường trung tuyến là ranh giới trên biển không chính thức giữa Trung Quốc đại lục và đảo Đài Loan. Tuy nhiên, Bắc Kinh không công nhận ranh giới này và liên tục đưa máy bay vượt qua đường trung tuyến. Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan, Trung Quốc đã triển khai máy bay chiến đấu Su-30, J-10, J-16, máy bay đa năng Y-8 và Y-9, máy bay ném bom chiến lược H-6, máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không KJ-500, máy bay không người lái trinh sát BZK-005 và trực thăng quân sự Z-9. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng thống nhất kể cả bằng sức mạnh quân sự. Bắc Kinh liên tục tăng cường hiện diện quân sự quanh đảo Đài Loan thông qua các cuộc tập trận. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!